thể hiện vũ điệu của mình. Và trong khi câu lạc bộ đang thể hiện thì ban tổ chức vừa nhận được bông hoa tươi thắm của cháu Huệ Nam, cũng có bông hoa tươi thắm tặng cho câu lạc bộ Siêu Vũ Vân Cẩm. Rất tuyệt vời, quý vị khán giả trong